Hello các bạn, thì vài ngày trước Tuấn cũng đã nhận được email thông báo từ Runway. Đó là phiên bản Generation thứ 3, bản Alpha của Runway đã được mở ra. Và bản này hiện tại đang mở ra cho các người dùng trả phí ở các gói như là Standard Pro, Unlimited và gói doanh nghiệp. Các tài khoản ở trong gói miễn phí thì hiện tại có thể sử dụng các bản Generation 1 và 2. Còn bản Generation 3 này thì các bạn cần phải nâng cấp lên. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng thực tế phiên bản thứ 3 này như thế nào? Nó có giống như những gì ở trong quảng cáo của Runway hay không? Ở trong phần giới thiệu của Runway mà về phiên bản Generation thứ 3 này, nó có thể tạo ra những đoạn video dài tối đa khoảng 10 giây. Và những đoạn video này rất chú trọng vào việc tạo người. Tạo người là một trong những phần mà tạo khó nhất ở trong các AI video hiện tại. Ngày trước thì lại có Pika Labs, sau đó là Runway phiên bản thứ 2, gần đây nhất là những AI khác đang nổi như là LumaLab. Thì phần tạo người nó vẫn lỗi rất là nhiều, đặc biệt là lỗi biến đổi người và lỗi về các ngón tay. Thì ở trong bản Runway Generation 3 này, nó đang tập trung vào phần mà tạo người cũng khá là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ thử tạo một video về dạng thời trang, tức là việc xuất hiện của con người trong đó rất là nhiều, vẫn chiếm phần lớn phân cảnh ở trong đó, để mình xem thử là khả năng hoạt động của Runway phiên bản thứ 3 này có thực sự hiệu quả hay không. Cách thức hoạt động của Runway phiên bản thứ 3 này nó có vẻ là khá là tương tự so với Sora. Sora cũng có khả năng là tạo những video từ những đoạn room như thế này. Đương nhiên là độ dài của nó thì có thể là dài hơn, nhưng mà Sora đã quá lâu để mà có thể ra mắt và có thể sử dụng. Tất cả mọi phiên bản mà chúng ta nghe được quảng cáo hoặc là những phiên bản mà hợp tác với bên khác á, phần người dùng mà cộng đồng á, thì Sora chưa ra mắt nên chúng ta không thể nào biết được là khả năng thực tế của Sora như thế nào. Trước khi bản Runway Generation thứ 3 này ra mắt thì LumaLabs là một trong những AI tạo video rất là tốt, và mình rất là thường sử dụng nó để tạo những TVC quảng cáo hoặc là tạo những video dạng phim, thì mình rất là thường sử dụng trong LumaLabs. Thì hôm nay mình đã có thêm một công cụ khác là Runway phiên bản thứ 3 và chúng ta sẽ bắt đầu dùng thử ha. Bây giờ mình sẽ cần một kịch bản để làm cho Runway phiên bản thứ 3 này. Ví dụ như mình cần một cái idea về một trailer khoảng 30 giây đi về lĩnh vực thời trang. Thì như hồi nãy mình nói là hôm nay mình làm lĩnh vực thời trang đấy, mà sự xuất hiện của con người trong đó khá là nhiều. Để chúng ta xem thử cách hoạt động Runway như thế nào. Thì đây ChatGPT sẽ cho mình một số mô tả về các phân cảnh. Ở đây có phân cảnh này, mô tả này, lời hội thoại này và một room cụ thể cho cái hình ảnh đó. Đây mình cũng sẽ tạo ra khoảng 6 đến 7 room gì đấy ha. Hôm nay chúng ta sẽ thử về người và về chữ. Thì hai phần này là hai phần khó nhất cho một AI tạo video. Nó sẽ khá là khó để mà tạo. Sau khi có cái room thì mình sẽ đưa vào Runway phiên bản thứ 3 này. Và chúng ta sẽ đăng nhập vào đây. Đây là phần giới thiệu về Runway phiên bản thứ 3 ha. Chúng ta chỉ cần get started thôi, hoặc là nhấp vào đây phần test to image to video. Thì đây là giao diện chính của phiên bản thứ 3. Các bạn có thể xem ở đây, phiên bản thứ 3 hoặc là phiên bản thứ 2. Thì phiên bản thứ 3 này, hiện tại chúng ta chỉ có thể tạo những video từ room thôi. Từ hình ảnh thì chưa có thể nào tạo được. Mình nghĩ sắp tới sẽ update về tạo video từ hình ảnh, nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ mới tạo từ room thôi. Chúng ta cũng chưa có thể cài đặt những phần giống như là camera motion hoặc là brush giống như những phiên bản thứ 2. Các bạn có thể xem phiên bản thứ 2 thì chúng ta có thể tạo từ hình ảnh nè, có thể cài đặt về camera motion nè, hoặc là có thể cài đặt về motion brush nè, để cho những phần nào mà di chuyển á. Còn phiên bản thứ 3 thì hiện tại là chúng ta chỉ có thể tạo từ văn bản thôi. Thì mọi thứ chúng ta sẽ mô tả trong đây, nó sẽ hoạt động giống như ở trong LumaLabs khi mà chúng ta tạo từ văn bản sang video. Ok ha, mình sẽ thử một vài room và các bạn có thể thấy được thành quả như thế này. Mình sẽ copy một vài room ở trong ChatGPT qua và mình sẽ bắt đầu mình tạo ha. Tốc độ tạo video từ trong Runway phiên bản thứ 3 này rất là nhanh nha các bạn. Nó nhanh hơn hẳn so với tốc độ tạo video trong bản LumaLabs. Hôm trước mình có thử một video để mà tạo TVC á, thì tốc độ trong LumaLabs á, khi mà chúng ta dùng phiên bản miễn phí á, tạo một video thì nó mất khoảng vài tiếng đồng hồ. Lúc trước thì nó chỉ mất tầm 120 giây để tạo thôi, nhưng mà sau này á, mất nhiều thời gian hơn. Và gần nhất á, là ngày hôm qua là mình kiểm tra thử phiên bản miễn phí á, thì một video nó tạo ra cũng mất đâu đó khoảng gần 50 phút. Còn khi chúng ta sử dụng bản trả phí á, thì mình đã thử một video tạo ra mất khoảng 6 phút để có thể tạo ra một video. Thì đó là một thời gian khá là lâu, tại vì bây giờ mọi người đều muốn tạo ra nhiều video
trong thời gian nhanh nhất để chúng ta có thể edit video và làm nhiều sản phẩm khác, nên thời gian ở trong Lumalabs hiện tại nó khá là lâu. Nhưng mà bản Runway phiên bản thứ 3 nè thì thời gian tạo cực kỳ nhanh luôn các bạn. Các bạn chỉ cần nhập Room vào, như các bạn thấy á, lúc nãy giờ chúng ta chỉ nói khoảng 1 phút thôi, nhưng mà nó đã tạo ra cho mình khoảng 6 hình ảnh rồi. Tức là đâu đó khi mà chúng ta đưa một Room vào thì nó chỉ mất khoảng đâu 15 tới 20 giây là nó đã có thể tạo ra cho chúng ta một video hoàn chỉnh. Tốc độ rất là nhanh ha. Tốc độ nhanh hơn hẳn so với Lumalabs. Và chúng ta sẽ bắt đầu xem thử một số kết quả ha. Thực sự là mình rất là ngạc nhiên với chất lượng tạo ra từ Runway phiên bản thứ 3 này. Nó đã tạo ra được những video cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Đẹp hơn so với Lumalabs rất là nhiều. Và những phần mà trên cơ thể con người thì nó cũng rất là hạn chế trong việc bị biến đổi hoặc là bị lỗi sai khi mà chúng ta tạo video. Chất lượng như thế này thì rất là ok luôn. Đây các bạn có thể xem một số video. Chất lượng quá ok so với mình mong đợi. Nếu như Sora mà không ra mắt sớm thì Runway phiên bản thứ 3 này và cũng như là Lumalabs sau này 1-2 update tới thì họ sẽ chiếm lĩnh thị trường và Runway sẽ rất là khó để mà có thể sử dụng được. Đây là một room mà mình test để tạo chữ ở trong Runway luôn. Thì các bạn có thể thấy phần chữ nó viết chính xác phần mô tả của chúng ta luôn, nó không bị sai về lỗi chính tả. Và những cái phần hiệu ứng để mà xuất hiện chữ cũng rất là phù hợp. Thì thật sự là mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ở trong cái phiên bản Runway phiên bản thứ 3 này. Mình không nghĩ là họ có thể làm tốt như vậy. Trong Runway phiên bản thứ 3 nè, gần như nó đã khắc phục những cái lỗi nào trong Runway 2 phiên bản trước. Và nó gần như nó đã khác hoàn toàn Runway phiên bản thứ nhất và phiên bản thứ 2 rồi. Nó không còn là giống như Runway phiên bản thứ nhất thứ 2 nữa. Hai phiên bản trước á, nó biến đổi nhân vật rất là kỳ khôi và nó tạo ra nhân vật lỗi rất là nhiều. Đặc biệt là từ trong văn bản trở thành video thì lỗi cực kỳ nhiều. Chúng ta chỉ có thể sử dụng từ hình ảnh sang video thì nó mới ít lỗi thôi. Nhưng mà trong phiên bản thứ 3 này thì nó đã tạo ra quá tốt cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng nó cực kỳ là tốt luôn. Các room mà về hình ảnh nè, mình sẽ để dưới phần mô tả và các bạn có thể sử dụng nó để các bạn có thể thử tạo trong Runway phiên bản thứ 3 nếu mà các bạn đã có tài khoản trả phí rồi. Ok các bạn, sau khi mà mình tạo hết những hình ảnh đó thì mình sẽ bắt đầu mình đưa vào trong CapCut để mà mình edit video. Thì khi mà mình sử dụng trong CapCut này, mình cũng cần lời dẫn chuyện của một người này, phần nhạc nền. Thì phần lời dẫn chuyện và phần nhạc nền mình cũng tạo từ trong TTS OpenAI và trong Suno. Chúng ta đã có nội dung người dẫn chuyện trong đây nè. Các bạn có thể xem ở đây là những lời dẫn chuyện mà chúng ta chỉ cần copy vào TTS OpenAI thôi. Cách sử dụng thì trong những video trước chúng ta đã nói rồi. Ở đây mình sẽ không nói thêm nữa ha. Về phần âm nhạc thì đây là phần mô tả về âm nhạc nè. Các bạn cũng copy vào Suno và chúng ta sẽ tạo ra được phần âm nhạc chúng ta mong muốn. Sau khi có tất cả mọi thành phần thì chúng ta đưa vào CapCut. Và đây là bản cuối cùng mà mình đã có. Timeless elegance meets cutting-edge innovation. Every masterpiece begins with a visionary touch. Crafted with passion, designed to exude elegance. Turning beauty into a work of art. Experience the ultimate expression of style. This is Fashion Pulse, the essence of elegance. Mức phí mà sử dụng Runway phiên bản thứ 3 này các bạn có thể xem ở đây. Ví dụ như gói Standard theo tháng là 15 đô và các bạn sẽ có 625 credit trên một tháng. Một video mà khi mà chúng ta tạo trong Runway phiên bản thứ 3 này thì các bạn có thể chọn là 5 giây hoặc 10 giây. Khi bạn tạo video 10 giây thì nó mất 100 credit. Còn khi mà tạo video 5 giây thì mất 50 credit. Dựa trên mức giá này các bạn có thể tính toán ra thử ha. Nếu mà một video nó sẽ là mất khoảng bao nhiêu credit và bao nhiêu tiền thì các bạn có thể tính toán và bạn có thể cân nhắc để khi mà chúng ta sử dụng. Tuấn cũng có một khóa e-learning về AI để các bạn có thể sử dụng các công cụ AI tạo những hình ảnh, những video hoặc là tạo những nội dung phù hợp cho những công việc của mình. Thì các bạn có thể xem mô tả và các bạn có thể đăng ký học thử ở đường link phía dưới video này nhé. Mình sẽ để đường link phía dưới video. Ở trong khóa e-learning này của mình á, thì mình cũng chia ra thành các module ở trong những phần cụ thể. Ví dụ như
VA chatbot, hình ảnh, video, audio music và các case study cụ thể. Trong từng phần nội dung nè, thì mình cũng đã có ví dụ và những case study rất là cụ thể trong đây, các bạn có thể sử dụng. Nó không chỉ là sử dụng các công cụ đâu, mà nó chủ yếu là hướng dẫn các bạn cách tư duy như thế nào để sử dụng các công cụ và áp dụng các công cụ đó để chúng ta có thể làm ra một video bất kỳ, hoặc là chúng ta có thể làm một sản phẩm bất kỳ từ AI. Nó sẽ không giống như việc mà các bạn nhìn thấy room của một người nào đó, các bạn copy về, các bạn sử dụng, hoặc là các bạn nhìn thấy một video nào đó, các bạn copy về và các bạn hỏi room người khác và các bạn sử dụng. Thì cái đó là cái điều rất là dễ dàng và ai cũng có thể sử dụng được. Còn trong khóa e-learning của mình, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tư duy để các bạn có thể tạo ra những đoạn room đó, hoặc là tạo ra những video, những hình ảnh đó, để các bạn có cái mindset về tạo video, tạo hình ảnh, tạo sản phẩm cho riêng các bạn để phù hợp với nhu cầu thực tế của các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy một số case study mình đang update thêm. Ví dụ như tạo những hình ảnh bao bì, nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp, hoặc là tạo những video TVC, quảng cáo, rất là nhiều thứ ha. Nếu mà các bạn quan tâm chi tiết hơn về khóa e-learning của mình, các bạn có thể vào trong đường link ở dưới phần mô tả video ha. Và chúng ta có thể đăng ký học thử miễn phí trước một số video. Ở đây các bạn có thể chọn là đăng ký ngay và chỉ cần nhập email và đăng nhập mật khẩu nào đó các bạn mong muốn thôi, thì chúng ta có thể đăng ký học thử trước. Ok, đó là video ngắn của mình về Runway phiên bản thứ 3 và các bạn có thể sử dụng nó như thế nào. Nếu mà các bạn thấy hay và hữu ích á, cho mình xin một like và một subscribe cho video này nhé. Cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ gặp lại vào những video lần sau.